Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình chia sẻ những chiến lược kinh doanh trong Ichimoku Trịnh Phát. Và hôm nay thì Thái Lê sẽ chia sẻ với chị một cái tip, đó là khách sạn. Có lẽ các chị theo dõi ở trên các kênh YouTube của ITP thì các chị cũng đã nghe rất là nhiều cái khái niệm về khách sạn. Và thực tế thì anh em ở ITP thì sử dụng cái công cụ và sử dụng cái chiến lược, cái trạng thái khách sạn này rất là nhiều lần trong những cái lần mà dự báo những cái sự điều chỉnh, dự báo những cái nhịp hồi phục. Và đặc biệt nhất thì trong những cái thời gian vừa rồi, có lẽ trong vòng khoảng tầm 1 tới 2 tháng ở đây, thì các anh chị thấy là cái việc là anh em ITP áp dụng để đưa ra những cái dự báo nó khá là chuẩn xác, và nó sẽ có những cái cú gọi mà chúng ta không thể hình dung được ra vì sao, đúng không? Thì trong cái nội dung này hôm nay thì Thái Lê sẽ đi cùng với các anh chị chia sẻ cái cách sử dụng, cách kinh doanh cổ phiếu bằng khách sạn Ichimoku Trịnh Phát. Và có lẽ cái khách sạn thì các chị cũng đang nghe khá là nhiều rồi, đúng không? Cái khách sạn là một cái gì đó mà chúng ta hay nghĩ đến một cái sự nghỉ ngơi. Nhiều sau một trong một năm làm việc vất vả thì thường thường chúng ta sẽ có những cái kỳ nghỉ dưỡng, thì chúng ta có thể đi ở đâu đó chơi để ở khách sạn, đúng không? Hay là có những anh chị là quá dáng mệt quá thì cũng vào khách sạn để chúng ta nghỉ ngơi, nhưng mà nghĩa là nó là một cái nơi để chúng ta nghỉ và sau đó hồi phục lấy sức khỏe. Và đúng với cái ý nghĩa này thì đó chính là cái khái niệm của khách sạn Ichimoku. Thì áp dụng vào trong chứng khoán như thế nào, áp dụng vào chứng khoán như thế nào các chị thấy nha. Đầu tiên thì các chị nhớ ấn like và ấn subscribe giúp Thái Lê nhá, để ủng hộ cho kênh Ichimoku Trịnh Phát. Và ngoài ra nữa thì các chị cũng có thể đưa ra các cái bình luận, các chị có thể đưa ra các thắc mắc của các chị về trong cái quá trình sử dụng cái công cụ này, hay là chiến lược nào đó các chị thấy anh em ITP hay đang sử dụng mà các chị muốn được làm rõ hơn, thì các chị có thể comment dưới này. Thì Thái Lê cũng rất là hy vọng là nhận được những cái góp ý thiết thực và đề xuất thiết thực như vậy, để trên kênh Ichimoku Trịnh Phát trong thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều cái video kiểu như thế này các chị nha. Và đặc biệt thì trong hôm nay thì chúng ta thử kiểm tra là thời gian vừa rồi thì khách sạn nó có áp dụng như thế nào, và đặc biệt là thời gian tới thì có mã nào chúng ta áp dụng thử được hay không các chị nha. Ok, chắc chắn là sẽ có những cái mã cổ phiếu như vậy để cho các chị kinh doanh được ở ngay thời điểm cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này. Rồi, đầu tiên thì các chị có thể thấy là từ cái thời điểm mà giữa tháng 9 cho đến là thời điểm mà cuối tháng 11, nó cũng trải qua khoảng tầm hơn 2 tháng, thì có đến mấy vòng, 1, 2, 3, 4, có 4 vòng rồi. Có 4 vòng, tức là đây là những cái thời điểm mà hình thành cái trạng thái khách sạn. Và mỗi lần mà trạng thái hình thành khách sạn thì chúng ta thấy ạ, đang tăng thì giảm này. Như ở đây đang giảm thì lại hồi lên này, rồi đang giảm thì hồi lên này, rồi đang tăng thì giảm xuống. Nếu các chị mà chúng ta đưa ra được những cái dự báo khi nào có hình thành khách sạn thì các chị đã làm chủ được một phần cái việc là dự báo được thị trường lên để xuống, lên xuống. Có lẽ ở đây cũng nhiều anh chị là sử dụng về sóng, đúng không? Sóng Elliott, như các chị biết là các cái sóng như là 1, 2, 3, 4, 5 rồi ABC giảm, đúng không? Thì cái khó nhất ở trong cái việc mà sử dụng các cái sóng này như thế nào, đó là nó có sóng 1 rồi thì đâu là đỉnh của sóng 1, khi nào thì sóng 1 nó điều chỉnh giảm xuống sóng 2, rồi sóng 2 giảm rồi thì bắt đầu là khi nào thì kết thúc sóng 2 để bắt đầu lòi lên ở sóng 3, rồi sóng 3 thì đâu là đỉnh rồi bắt đầu điều chỉnh ở sóng 4. Thì trong cái công cụ mà Ichimoku thì cái khái niệm khách sạn, khi các chị làm chủ được thì các chị có thể nắm được về cái 1, 2, 3, 4 này. Đó, ví dụ như đơn thuần ở đây các chị thấy trong một cái xu hướng giảm của nó, 1 hồi lên 2, rồi 3, rồi 4, rồi 5, A, B, C. Ok không ạ? Đấy, thì cái khách sạn này sẽ giúp cho các chị đưa ra được cái dự báo là thời điểm nào nó hình thành. Rồi, bây giờ quay trở lại cái khái niệm một tí nha. Khách sạn là một tín hiệu xuất hiện khi thị trường hoặc cổ phiếu mất cân bằng sau một thời gian tăng hoặc giảm. Tức là khách sạn nó sẽ có cả trong xu hướng tăng và trong cái nhịp giảm. Nó có cả hai chiều các chị nha. Khi đó thị trường hoặc cổ phiếu có xu hướng đi ngược để tạo trạng thái cân bằng rồi tiếp tục xu hướng trước đó. Các chị để ý hai câu này. Khi khách sạn thì nó sẽ đi ngược để tạo ra trạng thái cân bằng. Tức là đang tăng á, thì có khách sạn thì nó giảm. Ngược lại mà đang giảm á, có khách sạn thì nó tăng. Rồi,
Đấy là vế thứ nhất, vế thứ hai này. Rồi tiếp tục xu hướng trước đó. À vậy là như thế nào? Ví dụ như ở đây đang trong quá trình giảm, có khách sạn hút lên thì sau khi nó về khách sạn rồi nó lại tiếp tục là giảm tiếp. À, nó tiếp tục củng cố cái xu hướng trước đó cái chị nha. Đấy. Rồi bây giờ thì trước khi Thái Lê chia sẻ chi tiết về các cái trường hợp này thì Thái Lê sẽ đưa cái chị có hai trường hợp cơ bản để cái chị chúng ta sẽ hình dung. Đầu tiên là cái chị khi mà nắm về cái công cụ Ichimoku chỉnh phát thì các chị phải hiểu về khái niệm thế nào là T-can và Kijun đúng không ạ? Và trong ITP thì sử dụng là T-can là 9 nến và Kijun là 17 nến. Nên khi các chị thiết lập ở trên các cái web như Faien thì các chị sử dụng là cái bộ chỉ số là 9, 17, 26, 26. Các chị sử dụng cái bộ này là đúng chính xác là bộ của ITP đang sử dụng luôn các chị nha. Và khi đấy các chị có đưa ra các khái niệm khách sạn thì cũng phải sử dụng là 9, 17 để các chị không bỏ lỡ một cơn sóng nào. Cho các chị mà sử dụng 9, 26 là áp dụng vào khách sạn là sai, là không ai chịu trách nhiệm được đâu. Bởi vì ITP thì chỉ dùng 9, 17 thôi. Và cái khái niệm này khi anh Phát đưa ra và anh Phát phát triển ra thì anh Phát cũng chỉ áp dụng vào 9-17 là thấy nó có cái mức độ hiệu quả và nó tín hiệu nó nhanh nhất. Còn áp dụng vào các cái bộ khác thì chắc có lẽ không hiệu quả nên anh Phát không sử dụng thôi. Ok. Rồi cái đấy là cái về khách sạn này, nó có hai trường hợp. Hai trường hợp nha. Hai mô hình sau này các chị chỉ cần thấy giống một trong hai cái này là khách sạn, còn lại không giống cái nào cả thì thôi giải quyết bỏ qua, ok không ạ? Trường hợp thứ nhất đó là khi mà trong một cái xu hướng tăng, Kijun đi ngang và Tekan đi lên và giá nằm ở phía trên thì nó có xu hướng đó là hút điều chỉnh, nó hút về ở cái vùng khách sạn là một cái cấu tạo giữa Tekan và Kijun này này. Các chị tưởng tượng là cái Tekan khi mà nó xuyên vào cái dưới cái TK, nó xuyên vào đây là vào ở trong khách sạn. Nó giống như một cái căn phòng ấy, đúng không? Rồi ngược lại trường hợp thứ hai đó là trong một cái xu hướng giảm thì giảm thì cũng Kijun đi ngang và khi đấy TK đi xuống và giá nằm ở dưới thì nó có xu hướng hút lên. Chỉ duy nhất hai trường hợp này nha, ok không ạ? Cái gì nhớ có hai trường hợp khách sạn thôi, còn lại những cái trường hợp khác là không đúng đâu. Rồi bây giờ áp dụng này vào cái thời điểm mà đầu tháng 9. Khi mà VN-Index của chúng ta hướng lên ở cái thời điểm đó là 1250 thì chúng ta thấy là cái đường màu xanh này là TK này, Kijun này là đi ngang này thì nó là khách sạn. Đấy, nó có đúng cái này không ạ? Giá nó nằm trên này này. Giá nằm trên này. TK đi lên này, Kijun đi ngang, thế là nó hút giá về điều chỉnh. Rồi đáng tiếc là cái cú hút về này thì nó lại phá luôn khách sạn, tức là nó phá luôn cái Kijun ấy, chứ không nữa là nó về mà khách sạn cái là nó bật lên cái là nó đúng là chuẩn xu hướng trước đó. Nhưng mà cái ông này là ông ấy hút về khách sạn cái là cả ông phá luôn khách sạn, là ông đảo chiều luôn. Đấy là cái điểm mà chúng ta lưu ý trong cái sử dụng. Rồi thứ hai nữa này, vào cái thời điểm mà đầu tháng 10 khi mà thị trường đang trong một cái quá trình đi xuống, đang quá trình giảm, nhiều anh chị có thể bán được ngay đúng đáy ở đây, bán xong cái là hồi, thế mới thấy tức chí đúng không? Nhưng mà kỳ thực là cái này là nó có một cái việc mà hình thành khách sạn này, các chị thấy là cái Kijun cái Tekan là đi xuống này, cái Kijun là đi ngang, như vậy nó có một cái khách sạn và nó hút giá về, nó hút giá về ở trong khách sạn. Nhưng mà cái này thì đúng chuẩn luôn, hút về một cái rồi sau đó tiếp tục là cái xu hướng, tiếp tục là sau đó một cái xu hướng giảm. Rồi ở đây cũng vậy này, trong cái thời điểm mà cuối tháng 11 khi nó đang đà giảm về ở cái vùng 1020 1024 thì ngay lập tức thì nó cũng đã có một cái hình thái khách sạn này, TK đi ngang, Jijun hút lên, nó sẽ có một cái cú hút hồi phục. Rồi tiếp tục ở đoạn này thì nó cũng phá khách sạn và sau đó có một cái đà tăng rơi vào khoảng tầm giữa tháng 11 trước khi nó có một cái hút về, cũng ở đây TK đi lên, Jijun đi ngang, nó là chính cái trường hợp một. Thì nó có cái điều chỉnh. Rồi như ở cái vòng ở cái thời điểm mà cuối tháng 11 này là trường hợp số mấy ạ? Là trường hợp số 2. Ok không ạ? Cái gì Thái Lê dừng cho cái chị một tí là cái chị nghĩ một tí nha. Đã không phải nói nhanh quá thì cái chị chúng ta lại chưa nhập được. Rồi trường hợp của đầu tháng 10 này là trường hợp số mấy ạ? Theo cái chị số 1 hay số 2 ạ? Đúng rồi, số 2 đúng không ạ? Số 2. Số 2 hút lên ở đây. Đấy. Còn trường hợp mà
đầu tháng 9 này, đó là trường hợp số 1. Đấy. Và hai trường hợp, và hai trường hợp ứng với hai cái giai đoạn, đó là tăng và giảm với chị nha. Rồi bây giờ thì áp dụng thực tế vào thị trường của chúng ta thời điểm hiện nay như thế nào nha. Đầu tiên thì Thái Lê sẽ đi về cái VN Index này, đi ngắn để cho chúng ta có thể cảm nhận được luôn này. Đấy, cái chị mà theo dõi vào cái video này vào tối ngày 29 thì cái chị mai thử xem cái diễn biến trong ngày mai nó có được như như chúng ta kỳ vọng của khách sạn hay không. Rồi nhìn vào cái thời điểm mà gần ở đây nhá, như ngày 15 tháng 11 này, trên cái khách sạn H1 nó có một cái đó là TKN đi lên này, Kijun đi ngang nó hút giá về này, các chị thấy không? Nha, mình cứ vẽ cho các bạn một số cái quá khứ để sau đó lát nữa mình áp dụng cho các bạn là về trên cái thực tế nhá, để cho chúng ta có thể là vừa học vừa hành. Đấy. Rồi những cái thời gian vừa rồi các chị thấy là trong cái tuần vừa rồi khi mà thị trường có những cái sự rung lắc, đặc biệt nhất đó là cái thời điểm của cái ngày 24 tháng 11, tức là hôm thứ 6 vừa rồi, khi thị trường rung lắc giảm rất là mạnh về cái vùng giao găm đó chính là 1076, thì ngay lập tức thì bên ITP cũng đã đều là khuyến nghị các chị ở đây là một cái điểm gọi là một cái điểm mua, đã đưa ra một cái dự báo nó sẽ có một cái sự hồi, nhưng mà không nghĩ là nó hồi từ từ thế này, nhưng mà không nghĩ là nó hút một phát nó hồi đúng ra một cây luôn, đúng không? Thì hôm đấy đó có thể nói là một cú rút chân rất là mạnh ở trong cái phiên cuối trước ATC và trong ATC. Nhưng mà các chị thấy không, đáng lý ra thì nó cứ lên từ 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 ở đây thì nó hút lên cái chạm mà nó cũng chỉ lên ở cái vùng 1095, 1096 thôi. Thì ông này ông hồi lên ở đùng này cái thì đùng cái là về cái gì ạ? Về cái chạm thì bắt đầu ông lại quay trở lại cái đà giảm trước đó. Thì ngày hôm qua thì bắt đầu cái đà giảm nó giảm về trở lại. Nó lại quay trở lại tiếp tục cái đà giảm. Ok, thế bây giờ cái thời điểm hiện nay như thế nào? Thời điểm hiện nay các chị thấy không? Ở đây là cái TKN đi lên này, Kijun đi lên này, tức là đang có một cái trạng thái tăng, đang có một cái trạng thái tăng. Nhưng mà các chị nhìn nha, nhìn cái đường chấm chấm, cái đường chấm chấm này là cái đường dự báo cho TKN Kijun nếu không phá đỉnh hoặc đáy. Thì ở đây chúng ta giả sử là không có phá đỉnh được, đó là 1106, thì không có gì thay đổi á, không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ thấy một nến, hai nến. Tức là dự báo đến 9 đến 10 giờ, 10 giờ đến 11 giờ, sau 11 giờ VN Index sẽ có một cái cú điều chỉnh. Đấy, ít chậm nhất là 11 giờ, còn không nữa có thể là từ sau 9 giờ 30 cho đến 10 giờ là bắt đầu nó đã có điều chỉnh sớm rồi. Bởi vì cái việc mà chúng ta đưa ra được cái dự báo khách sạn từ sớm thì nó có thể là điều chỉnh sớm. Ví dụ giống như ở trường hợp này, chúng ta có thể đưa ra được cái dự báo là bắt đầu là từ là 9 giờ của ngày thứ hai nó có khách sạn và nó hút giá lên. Nhưng mà kỳ thực là ông ấy chúng ta đã đưa ra cái dự báo và cái giờ cuối cùng của cái ngày thứ sáu nó đã hút lên luôn này. Nó hút lên luôn. Đấy. Vậy với cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ thấy muộn nhất là ngày mai nó sẽ hút về. Cái chị thử ngày mai theo dõi là nó có điều chỉnh như thế này hay không nha. Bởi vì ở đây nó có một cái cản là kháng cự này. Nó có một cái kháng cự là giao găm. Thứ hai nữa là sau 11 giờ thì nó có cái vùng tách kiếm khách sạn hút giá về. Do vậy có thể là đầu giờ nó điều chỉnh, cũng có thể là khoảng tầm đến sau 11 giờ nó sẽ điều chỉnh. Đấy. Thì chúng ta sẽ lưu ý về cái kịch bản này. Nhưng mà sau khi nó mà điều chỉnh về ở vùng này mà nó không bị phá cái vùng khách sạn này ấy, mà nó lại tiếp tục bật tăng thì rất là dễ cái nhịp sau cái là nó sẽ có một cái đà tăng lên rất là tốt của VN Index. Còn ngược lại nó mà phá khách sạn, tức là nó cắt đi cái giá đóng cửa nó nằm ở dưới cái zone á, thì thời điểm đấy gọi là phá khách sạn. Các chị biết và hiểu về cái trạng thái phá khách sạn. Bởi vì khi mà nó phá khách sạn thì nó lại quay trở lại một cái đà giảm ở dưới này. Ok không ạ? Như vậy là VN Index chúng ta lưu ý nha. Và áp dụng vào một số cái cổ phiếu thời gian vừa qua thì Thái Lê thấy gần như cổ phiếu nào nó cũng đều có được cái tín hiệu này. Ví dụ như nhóm chậm chậm như nhóm banh đi. Tiền Phong Banh. Các chị thấy là Tiền Phong Banh vào như ở cái thời điểm mà ngày 15 tháng 11 vừa rồi, khi trong một cái đà tăng thì nó chạm lên ở cái giao găm. Cái giao găm này Thái Lê đã chia sẻ với chị vào cách đây mấy hôm về cái cách sử dụng giao găm rồi, các chị có thể tìm lại. Nhưng mà các chị sẽ thấy có một cái sự tuyệt vời, đó là khi giao găm mà kết hợp với khách sạn thì nó ra một cái cặp đi đôi với nhau quá xuất sắc. Và đó là một chiến lược ở trong ITP. Đó là một chiến lược cực kỳ mạnh ở trong ITP đó các chị nha. Thì với những cái trường hợp này thì ở đây không bán nữa thì coi như là tao hỏng luôn, đúng không? Hỏng luôn. Đấy.
Rồi ví dụ như ở đây về cái chiến mục được mua ở trên cái đồ thị tuần này, nó ra một mạch về ở đây, các chị đều có thể dự báo được cái TK nó tách kiếm ở đây và nó có khách sạn, thì kỳ thực nó giảm về chạm giao găm cái là nó hút giá lên. Các chị kinh doanh như Tiền Phong Bank từ 16 mà đánh lên ở khoảng tầm vùng 17.8 là đã được hơn 10% rồi. Đánh cổ phiếu bank được rồi mà được khoảng tầm hơn 10% là quá khỏe, quá tốt rồi, đúng không? Còn lại vào thị trường uptrend nữa thì thôi luôn. Lát nữa mình sẽ đưa cái cho chị xem cái history của cái giai đoạn như ở uptrend. Rồi những ngân hàng thì CTG cũng tương tự như vậy này, nó kéo lên nó chạm nhau cam cái có khách sạn nó hút giá xuống dưới này. Rồi cổ phiếu làm mưa làm gió rồi VP Bank đấy, thì lúc nãy là đang còn để bán, nhưng mà còn có những cái cổ phiếu đang tăng lên để bán chốt lời khi có khách sạn. Thì ngược lại như VP Bank nó đang trong một cái đà giảm với khá nhiều cái thông tin bên lề, thì khi nó xuất hiện cái khách sạn chúng ta thấy này, cái TK đi xuống, cái Jun đi ngang. Ngửa lại cho các chị này, các chị luôn luôn phải nhớ nha, các chị có thể vẽ vào giấy đi, các chị vẽ vào giấy hai trường hợp này. Nếu chị thích cái công cụ này thì các chị có thể vẽ vào cái dán vào ngay dưới chân màn hình như này để chúng ta nhớ, bởi vì thời gian đầu thì chắc chắn là cái việc mà nhầm lẫn là chuyện không thể tránh khỏi được. Đấy, ví dụ như VP Bank nó xuất hiện khách sạn gái thì nó lại có một cái cứ hút giá lên ở đây, đúng không? Bây giờ thì giai đoạn này thì nó đang lịch trình tích lũy thôi. Rồi hay là những cái cổ phiếu của nhóm thép mà đã lên được rồi chia sẻ các chị cũng khá là nhiều, thì chúng ta cũng thấy nó đều có những cái trạng thái, ví dụ như khách sạn nó về điều chỉnh giảm về giao găm và có kết hợp với khách sạn gái là nó lại có một cái sự hút giá. Hay là cái cú mà hồi phục đi lên ở thời điểm mà giữa tháng 11 vừa rồi, nửa đầu tháng 11, thì khi nó có cái tê can đi lên này, cái Jun đi ngang, nó cũng có khách sạn hút làm cho cái cổ phiếu này nó cũng có những cái sự rung lắc khó có thể là bật tăng ngay lập tức được. Rồi tiếp tục là một số cổ phiếu như ngày hôm nay là cái thông tin gì nhỉ, cái thông tin giảm thuế VAT 2% nha. Cái này là Thái Lê nói về thông tin thì nó kết hợp được, nó hay không kết hợp được nha, chứ không phải là cổ phiếu tăng hay giảm được, cuối cùng là do cái thông tin. Thì hiện nay như nhóm cổ phiếu bán lẻ sẽ là một cái nhóm cổ phiếu sẽ được hưởng lợi rất lớn ở trong cái vấn đề mà VAT sẽ được giảm 2% kéo dài cho đến thời điểm tháng 6 của năm 2024. Trước đây thì chúng ta thấy là có một đợt nó kéo lên tháng 9 rồi kéo đến tháng 12, và ngày hôm nay thì Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành 100% về cái việc là kéo lên đến tháng 6 của năm 2024, thì nó sẽ tạo ra cho cái nhóm bán lẻ nó sẽ có được cái sự thu hút. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện bên lề thôi, còn khi mà áp dụng vào cái ông này ở trên trên đồ thị thì nó có được không? Như ở đây các chị có thể thấy là vào cái thời điểm mà nó giảm rất là mạnh như mùng 2 tháng 11, Kijun nó đi xuống này, TK đi xuống này, Kijun đi ngang, nó có cái chạm cái là nó hút giá về. Rồi sau khi nó hút về nó phá được cả khách sạn, thì đến cái đoạn này trạng thái thế nào? Cái đoạn đầu tháng ở giữa tháng 11 thì lại TK đi lên, Kijun đi ngang, thế nó lại hút giá về tiếp tục ở khách sạn đây một lần nữa. Ok. Rồi cái tầm thời điểm hiện nay thì chúng ta không có cái gì, nó đang gọi là tích lũy mà thôi. Nó đang tích lũy, khi nào nó phá nằm được trên TK Kijun thì nó ok. Nhưng mà cái thời điểm hiện nay, tại sao Thái Lê nói về thế giới di động? Bởi vì cái bản chất thời điểm hiện nay thế giới di động ở trên đồ thị tuần nha, các chị nhớ nha, đồ thị tuần nó đang có cái gì ? TK đi xuống này, Kijun đi ngang, nghĩa là nó đang có một cái khách sạn tuần đó các chị. Khách sạn tuần thì cái xu hướng của cái ông thế giới di động khách sạn tuần thì ông này sẽ hút về ở trên này, ngon không? Bây giờ đang bao nhiêu? 38 mà hút lên ở đây là 45, 46, như vậy là chúng ta cũng đã ăn lên được khoảng tầm 8 giá, ăn được 8 giá đối với cổ phiếu thế giới di động. Và nếu mà cái chị khi mà nghiên cứu kỹ hơn về công cụ này, cái điểm mua của nó tốt nhất đó là khi mà cái giá ở đây sắp tới nó bật phá, nó nằm được trên TK và Kijun. Khi đó TK Kijun nó là vùng hỗ trợ, và khi mà nó đã là hỗ trợ ở đây ấy, thì cái điểm mua của nó chúng ta sẽ thấy nó sẽ thu hút ủng hộ cho cái tín hiệu ở trên đồ thị tuần. Tuần thì đương nhiên một tuần nó phải có một nến, nên là cái biến động của nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà cái chị mua sớm thì cái chị nhờ cái thế giới di động nó vượt được trên TK Kijun ở đây là ok để cái chị có thể nghiên cứu và kinh doanh được cái chị nha. Đấy. Thì hy vọng là cái chia sẻ trên đây thì sẽ giúp ích được các anh chị phần nào trong cái quá trình mà chúng ta tìm kiếm các cơ hội đầu tư để kinh doanh bằng cổ phiếu, và đặc biệt nhất là về cái công cụ Ichimoku Chính Phát, một công cụ rất là
hay và nó được thể hiện qua cái vấn đề là hiện nay có rất rất nhiều bạn ITP theo khi học về công cụ này thì đều rất là tin dùng để các bạn để tư vấn cho các bạn chỉ trong vòng không quá 30 giây để đưa ra một cái quyết định trả lời cho các chị là để mua để bán, đúng không ạ? Ok, và những anh chị nào mà có cái nhu cầu để tham gia vào cái chương trình học công cụ này thì ngay vào ngày mùng 1 tháng 12 thì chúng ta sẽ có một cái chương trình đào tạo online dành cho các anh chị vào cuối ngay vào mùng 1 tháng 12 là tối thứ 6 tuần này sẽ bắt đầu đào tạo. Các anh chị có thể tham gia sớm và không có gì thay đổi theo cái kế hoạch để thúc đẩy phát triển đội ngũ của ITP. Thì ngay vào trong tháng 12 thì anh Trịnh Phát cũng sẽ bắt đầu cho các cái hoạt động về phát triển đội ngũ thông qua chương trình đào tạo offline. Nếu các chị đã học về online thì sau này các chị chỉ cần phát sinh thêm một số cái khoản phí nhỏ cho cái việc thuê phòng ốc hay là đi lại thôi. Và ở trong cái chương trình đấy thì sẽ ưu tiên dành cho những bạn mà các bạn xác định cho cái công việc nghề như là làm cùng với ITP hay là những bạn mà xác định tự doanh muốn mà được thêm nhận thêm những cái chia sẻ trực tiếp từ anh Trịnh Phát thì dự kiến là Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ là hai điểm cầu xây dựng đầu tiên vào trong nửa cuối tháng 12 các chị chờ đón để tham gia cái chương trình đấy và các chị có thể học sớm hơn, đó là cái chương trình online để các chị có thể có vững được cái kiến thức rồi thì sau đó nếu các chị quyết định về cái việc tham gia vào offline thì chúng ta cũng sẽ tham gia dễ dàng bởi vì phí thì anh em không có thu lại các chị hai lần. Về cái bản chất là như vậy, gần như các chị nào đã xác định học offline là gần như cái khóa online nó nằm trong đấy mà nó còn được học được ưu đãi, chứ còn offline lại không có. Ok, rồi rất cảm ơn các chị nha. Và cái chương trình online thì ITP sẽ chốt cái danh sách học viên vào trong tối ngày mai là ngày 30 tháng 11. Rồi hy vọng là cái chia sẻ trên đây thì sẽ giúp cho các chị phần nào đang thắc mắc về cái cách sử dụng về cái khách sạn Ichimoku. Xin chào và chúc các chị đầu tư thành công nha.